Mình là Tuấn, năm nay 24 tuổi. Hiện tại mình đang theo khóa học dựng phim tại Romedia. Một hôm mình tình cờ lang thang trên mạng và nhìn thấy quảng cáo khóa học dựng phim của Romedia. Mình đã đến tìm hiểu và mình thấy khóa học rất phù hợp với công việc của mình. Thời gian học chỉ trong vòng 10 buổi và cách thức học ở đây là chủ yếu là thực hành, và trong những buổi như thế thì các anh ở đây đã chia sẻ cho mình kinh nghiệm thực tế mà các anh đã vấp phải. Ban đầu thì thực sự mình rất sợ là với thời gian ngắn như thế thì mình có thể cái kiến thức mình học được có thể đáp ứng được nhu cầu công việc của mình hay không. Nhưng mà sau hơn nửa thời gian học tập tại đây, mình đã khá là yên tâm với tay nghề của mình. Quả thật bây giờ mình cảm thấy rất hài lòng khi đăng ký theo học tại khóa học dựng phim của Promedia.